Xin chào khán giả của Bác Tuổi Trẻ, thầy tên là Thiện và hôm nay đồng hành cùng với Thiện bên đây là thầy Long, phụ trách nhóm nhỏ của Trung tâm Thể dục Bằng Tâm, và bên đây là thầy Tâm, là giáo viên lớp thể dục phát triển chiều cao của Trung tâm Thể dục Bằng Tâm. Hôm nay ba thầy đến đây giới thiệu cho các bạn ba trò chơi nhằm các bạn có thể thư giãn chơi cùng gia đình, ông bà cha mẹ tại nhà ha. Và trước khi vô bài tập chính ngày hôm nay, chúng ta sẽ có phần khởi động là nắm người trước nhé. Và sau đây là phần khởi động của chúng ta. Rồi, thầy mời thầy Tâm và thầy Long, hai thầy giãn cách giang tay ha. Đúng rồi. Rồi và các bạn cùng khởi động với thầy nhé. Rồi, hai tay của chúng ta đan lên nè. Đan lên trước. Rồi chúng ta sẽ nhịp gối từ từ, cố gắng rút cao đùi lên, chạm tay liên tục. 1 làm từ 10 đến 20 giây. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 cố lên. 11 12 nhanh lên nữa nào. 3 14 15 16 17 18 19 20 và tiếp tục động khác khó hơn, làm tác có thể đá cao chân đồng thời kết hợp vỗ tay ở dưới, làm liên tục từ 10 đến 20 giây. Chuẩn bị nào. 3 2 1 bắt đầu. 1 2 3 4 5 cố gắng đá chân cao. 6 7 cố lên tí ơi. 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. Và bài khởi động thứ ba là bài động tác bật cổ vũ, rất quen thuộc với các bạn rồi đúng không nào? Bây giờ mình thực hiện luôn nha. Rồi tôi mắt nhìn ra trước nào, hai chân bằng vai, chuẩn bị 3 2 1 bắt đầu. Lên hết xuống thở đều. Làm từ 10 đến 20 giây. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. Đúng rồi. 6 17 18 19 20. Và điều chỉnh nhịp thở của mình, chúng ta có thể đứng tại chỗ, đan tay cao nhón chân để hít thở đều. Hít sâu. Và gập người xuống thở ra. Chú ý thẳng gối. Và lần 2 lên cao. Hít sâu. Rồi gập người thở ra. Các bạn có cảm thấy nóng người không nào? Vừa rồi đã kết thúc phần khởi động của chúng ta ngày hôm nay rồi. Thầy biết các bạn đang rất háo hức. Nhưng trước khi vô phần trò chơi chính, các bạn có 1 phút nghỉ giải lao uống nước tại chỗ để chúng ta chuẩn bị vô bài tập chính ngày hôm nay nhé. Và sau đây là phần trò chơi đầu tiên của chúng ta ngày hôm nay, có tên gọi là lật chai nước. Dụng cụ thì ở nhà các bạn có thể kiếm rất là dễ dàng thôi, chai nước của mình. Nếu các bạn không có mắc cơ thì các bạn có thể dùng gối, gấu bông hoặc là một vật dụng nào đó rất dễ kiếm trong nhà. Và sau đây thầy sẽ hướng dẫn và chơi thử cho các bạn cùng xem nhé. Rồi, chuẩn bị, hai người đầu tiên sẽ cầm chai nước của mình lên. Nhiệm vụ của bạn là lật. Rồi, tí làm thử cho thầy xem nè. Đúng rồi, lật làm sao cho chai nước đứng nha. Rồi tiếp tục nào. Đúng rồi, nếu ai làm chai nước đứng rồi, chạy thật nhanh lên lấy một marker về và đập tay người thứ hai. Người thứ hai tiếp tục thực hiện. Đúng rồi. Và tiếp tục. Và trò chơi này, đội nào lấy được marker hết trước là đội đó giành chiến thắng. Mục đích của trò chơi này là giúp chúng ta tăng sự khéo léo nè, giúp chúng ta kiên trì hơn và sự tập trung hơn trong trò chơi. Và sau đây hai đội sẽ chính thức chơi cùng với các bạn nhé. Chuẩn bị nào. Và trước khi chơi mình sẽ đặt tên cho hai đội ha. Thầy Long ơi, đội của mình đặt tên gì nè? Đội mình là đội gì Dũng? Trước khi thầy hỏi thầy Long là bên kia thảo luận chọn ra một cái tên hay nhất ha. Rồi thầy Long ơi, mình suy nghĩ nè. Đội thể dục bằng tâm. Rồi đội bên thầy Long là đội thể dục bằng tâm, còn đội bên thầy Tâm là đội tên gì nào? Hỏi đấy thì đội thầy Tâm sẽ đưa ra một trận đó là anh thơm nói đó. Sẽ thắng. Wow, một cái tên là ý chí là chiến thắng rất là cao ha. Rồi hai đội đã có tên của mình rồi và chuẩn bị vô phần trò chơi chính ngày hôm nay nào. Thiếu người tí. Ai làm tí không thầy Long à? Rồi vậy rồi hai đấu bài thôi, thầy Thiên vô đây đấu luôn. Rồi giờ Dũng trước. Rồi Dũng trước nha. Đúng rồi, vui là chính. Rồi chuẩn bị nào. 3 2 1 bắt đầu. Cố lên nào, cố lên nào Dũng ơi. Cố lên nào.
Cố lên. Đập tay thầy nào. Trần chơi này cần một sự tập trung rất là cao nha. Rồi. Không sao, không sao thầy Long ơi. Không sao chúng ơi. Và vòng đấu thứ hai, đội mình sẽ cố gắng giành chiến thắng ha. Và chuẩn bị nhằm tạo sự công bằng, chúng ta sẽ đổi sân cho nhau và đổi chai nước luôn. Đúng không chai nước, no no, phải đổi chai nước nhằm sự công bằng. Rồi ok. Rồi Dũng vô nè, chuẩn bị Dũng ơi. 3 2 1 bắt đầu. Cố lên Dũng ơi, tập trung nè. Trò chơi này cần sự kiên trì rất là cao nha. Đúng rồi, đúng rồi. Cố lên Dũng ơi, tập tay hay nào. Chết tươi. Trời ơi. Và sau vòng đấu thứ hai, đội sẽ thắng, giành chiến thắng tỷ số 2-0. Và trò chơi này chúng ta chơi từ 5 đến 10 phút, có thể chơi cùng gia đình, bạn bè, người thân và ông bà. Và tiếp tục vòng thứ ba nào, thầy sẽ gỡ lại nè. Rồi đội là đội xanh tiếp nè. Lần này thầy Long là thể chơi thiện nha. Có vẻ thầy Thiện hơi bị căng thẳng nên chơi chưa được tốt. Rồi chuẩn bị nè. 3 2 1 bắt đầu. Cố lên thầy Long ơi, cố lên thầy Long. Cố lên, hay quá thầy Long ơi. Dũng ơi cố lên con ơi. Mình phải gớt hay là nào? Từ từ thôi. Còn cố lên. Nhẹ. Đúng rồi. Tiếp tục nào. Thầy đang đợi Dũng đó. Cố lên. Tiếp tục lại nè nào. Hay quá. Vô Dũng, Dũng ơi, cố lên, còn con lần cuối thôi. Và kết thúc trò chơi hôm nay, đội thể hiện thua tàn tập và đội thầy Tâm giành chiến thắng 3-0. Nhưng không sao, đội mình chơi rất xuất sắc rồi. Và trò chơi nhằm tạo sự giải trí vui vẻ, vui là chính thôi. Nên hai đội sẽ bắt tay là... Rồi anh nha. Và trong những giờ tập luyện căng thẳng mệt mỏi của trung tâm thể dục bằng Tâm, các thầy sẽ tạo ra những trò chơi giải trí liên quan đến các vận động trong khi tập, giúp các bé có thể rèn luyện cơ thể tốt hơn. Và vừa rồi là các thầy đã chơi phần trò chơi đầu tiên. Và các bạn sẽ nghỉ từ 1 phút đến 2 phút để chuẩn bị trò chơi thứ hai của chúng ta ngày hôm nay nhé. Rồi, xin chào các bạn. Sau qua bài tập thứ nhất, trò chơi nhất thì xong rồi các bạn. Giờ chúng ta sẽ vô trò chơi thứ hai. Trò chơi thứ hai mang tên là truyền tin. Trò chơi như sau. Ở nhà thì chúng ta sẽ có 4 chai nước, các bạn rất là dễ kiềm nha. Các bạn sẽ mình lấy 4 chai nước và đặt các góc như nó bằng nhau. Và ở đây các bạn đã thấy là thầy đã đặt sẵn rồi. Bây giờ nước thầy sẽ đặt ở nơi của song song với lại cái chai nước này. Và truyền tin xong, thầy sẽ có một tờ giấy. Một tờ giấy thầy để ở đây được không ạ? Tờ giấy này thầy sẽ viết sẵn trong đây là những cái câu mà chúng ta cần giải đáp. Nhiệm vụ của chúng ta là như sau. Chúng ta sẽ chia hai đội bằng nhau. Và những người này hai đội, thầy sẽ chia hai đội chúng ta nha. Và thầy Thiện, Ngọc Anh với anh Thư là một đội. Thầy với lại Dũng với lại thầy Lâm là một đội. Rồi hai bạn sẽ sắp xếp đứng dưới hai chai nước. Rồi cái người đứng đầu tiên á là sẽ chạy lên cái bắc cơ hoặc là cái nơi rõ để mình để dụng cụ nha. Và ta hai tay chống hông và nhảy trong vòng 10 giây và xuống. Cúi xuống chúng ta lấy tờ giấy lên. Rồi lên chúng ta sẽ đọc. Bây giờ lên chúng ta sẽ đọc và đọc khi nào thuộc cái câu đó rồi nha.
sẽ bỏ sang bên này, bỏ sang bên đây của đội bạn. Bên đội bạn đọc xong sẽ bỏ sang bên này của mình. Và chúng ta sẽ quay về nha. Khi mình nói chuyện á với lại đồng đội của mình thì đồng đội mình sẽ bắt đầu là hai tay giống không. Rồi nhảy tắt chậm. Mình sẽ không nhảy nha, mình sẽ truyền tin lại. Và truyền tin sao đừng để cho bên kia nghe. Nếu mà bên kia nghe thì bên kia biết mất tiêu rồi. Được không? Sẽ truyền tin. Khi mà mình truyền tin xong á, bên này nghe và hiểu được rồi sẽ không nhảy nữa và thầy lên đây. Người đầu tiên sẽ lên đây. Và tiếp tục đồng đội thứ hai của mình sẽ chạy xuống dưới đây truyền tin cho người thứ ba và người cuối cùng. Người cuối cùng này sẽ định vụ là nhảy và nói xin xong xong rồi đó, lên đây đứng đứng và nói ra cái câu mà mình vừa được nghe. Được chưa ạ? Bài tập này nó giúp cho chúng ta không những là về vận động vui khỏe mà giúp cho chúng ta về sự trí nhớ nữa. Nó cải thiện hơn là cái về cái trí nhớ của chúng ta. Bây giờ chúng ta sẽ vô không chần chừ nữa. Chúng ta sẽ vào rồi chơi liền nha. Chúng ta sẽ có 15 giây để hội ý nha. Đi đâu? Đi đâu? Đi đâu đúng không? Rồi. Đâu đúng không? Rồi. Rồi. Đội bên này sẽ cầm lá thư của đội bên này. Rồi. Và mình sẽ cầm đội bên này. Rồi bên này sẽ lên trước đúng không? Bên này lên trước, bên này sẽ đọc trước. Rồi thầy Long. Rồi câu trả lời bên đội của thầy là vận động, vui khỏe, trí dũng, sáng tạo. Được rồi, đúng rồi. Anh Thư, Đào. Thông tin con vừa nhận là gì? Cố lên nè. Cố lên. Học to lên hả? Một cây chậm lại tiếp. Đúng rồi, một cây chậm lại. Đúng rồi, một cây chậm lại. Đúng không thầy Tâm ơi? Đúng, chính xác. Đúng rồi. Một cây làm chẳng lên non, ba cây chùm lại lên hòn núi cao. Đúng không? Một cây còn chẳng lên chùm lại. Rồi, đúng rồi. Rồi, đội giành chiến thắng vẫn là đội thầy Tâm. Tại đội thầy Tâm sẽ lên trước. Đúng rồi. Tỷ số là 1-0 nha. Rồi, bây giờ chúng ta đổi người. Chúng ta đổi người ra. Thầy Long lên trước đi. Thầy Tâm cuối cho. Thôi con cuối đi, Không, con nồng ngọt nè. Cố lên, nè thầy tin con mà. Thầy tin ở con cũng cuối đi. Thầy lên con, xuống dưới nước. 3, 2, 1, bắt đầu. 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cố lên thầy Long ơi. Hai nhân một ngàn bằng 999 viên kim cương.
Viên kim cương nữa, viên kim cương nữa, viên kim cương nữa, chú viên kim cương. 9.990 viên kim cương. Rồi anh Thư, ủa ai ai là người đọc nè? Đọc bán nè. 9.990 viên kim cương. Thôi, dấu 3 9 990 3 9 990 3 9 990 3 9 990 3 9 990 3 9 990 3 9 990 3 9 990 3 9 990 3 9 990 3 9 990 3 9 990 3 9 990 3 9 990 3 9 990 3 9 990  chung kết, chung kết. Chung kết đổi người nha. Bây giờ thầy một câu một nha. Có một câu thôi cố lên, không sao đâu. Rồi anh đi. Rồi anh hãy đọc trước đi, Rồi đúng rồi. Tốc độ. Rồi, ông Thầy Long, Thầy Long. Yếu thì phải tập thể dục. Nghe rồi, chứ thắng nghe rồi. Phải coi câu trả lời đã. Câu trả lời là... Rồi, đội của anh Thư là đội trả lời trước giành chiến thắng. Có nghĩa chung cuộc là 2-1. Ôi, vui vẻ không bảo. Yeah, mình cũng đã cố gắng hết sức rồi con. Rồi. Thầy ơi. Thôi, khi mà kết thúc xong này chúng ta sẽ có thể giao lưu với lại đồng đội mình nha. Giao lưu với đồng đội mình bằng cách là bắt tay thân thiện với nhau. Được rồi, sau đó là các bạn sẽ được nghỉ một phút để chúng ta chuyển qua một cái phần nữa gọi là trò chơi vận động thứ ba của thầy Long. Đó các bạn. Rồi, chúng một phút nghỉ ngơi bắt đầu. Xin chào các bạn, vậy là chúng ta đã đi qua hai trò chơi và bây giờ chúng ta sẽ đến trò chơi cuối cùng của ngày hôm nay, đó là vượt chướng ngại vật. Trò chơi này sẽ giúp cho chúng ta tăng khả năng vận động và kết hợp thả lỏng căng cơ. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đến với phần trò chơi. Bây giờ chúng ta sẽ chia hai đội bằng nhau nha. Anh Thư và thầy Tâm là một đội. Thầy Ngọc Ngọc Anh đội của thầy Tâm luôn nha. Rồi Dũng, thầy Thiện và thầy Long sẽ là một đội. Rồi, thầy sẽ hướng dẫn qua một lần cho các bạn chơi nha. Rồi, người đầu tiên ngồi cách người thứ nhất khoảng 50cm. Rồi, mỗi người cách nhau khoảng 50cm nha. Để chừa khoảng trống cho các bạn sau bật lên. Rồi, sau khi nghe hiệu lệnh thì người đầu tiên sẽ đứng dậy và bật vào các khoảng trống, sau đó nhanh chóng ngồi xuống. Đội nào tới vạch đích trước là đội đó chiến thắng. Hiểu chưa? Rồi, chuẩn bị. Bắt đầu. Và chúng ta sẽ có thể kết hợp đan tay lên hoặc lắc chân để thả lỏng sau các trò chơi. Rồi, khi tới đây chúng ta sẽ đi ngược về nha. Rồi, bắt đầu đi ngược về. Rồi, thiệt. Rồi, đen tay lên các bạn ơi. Rồi, hiểu chưa ạ? Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đến phần thi đấu chính thức. Rồi, ngồi vậy đi cơ. Ok, lên, làm sao? Rồi, ngồi luôn. Rồi, chơi. Rồi, chuẩn bị nha. Đen tay cao.
Kết hợp lắc chân nhẹ nhàng nha. 3 2 1 bắt đầu. Đi đi nhanh lên. Có thể lắm về luôn. Đi nhẹ luôn. Nhanh lên, nhanh lên. Dốc lên. Rồi bây giờ chúng ta đổi bên, đổi bên cho nhau, đổi bên nha. Rồi sau ván thứ nhất thì cảm giác như là hai bên hòa. Rồi chúng ta sẽ đấu ván thứ hai nha. Rồi các bạn đổi vị trí. Đúng rồi cơ. Ok rồi đổi vị trí với nhau nha. Thầy Thiện đứng đầu thầy Thiện. Rồi, mình vô lắm. Vô, vô. Vô đây con. Rồi, đợi đợi anh Giang bị trừ 1 điểm nha. 3 người 3 điểm đó. Chuẩn bị. Đem tay lên. Thầy ơi, thầy đi nè, thầy ơi. Dũng có lên Dũng ơi. Rồi, bật tay lên Dũng ơi. Dũng ơi, bật tay Dũng. Bật tay Dũng. Anh tay kia, thầy tay kia. Đi về thầy ơi. Yeah. Vậy là tỷ số là 1-0 cho đội của anh Hưng. Và tiếp tục chúng ta sẽ chơi một ván nữa nha. Chơi một ván nữa. Rồi chơi một ván khuyến khích. Khuyến khích cho đội thua. Lấy lại thể diện. Lấy lại tinh thần, chuẩn bị. Bậy nha, nhanh nha. Rồi nghe hiệu lệnh của thầy. Bỏi ba. Dũng, quay lại Dũng, quay lại Dũng, quay lại Dũng, quay lại Dũng. Không, không mà. Và sau vòng đấu thứ 2. Rồi, vậy là kết thúc 3 vòng đấu. Tỷ số là 1-0. Vậy là chúng ta đã kết thúc 3 trò chơi của ngày hôm nay. Thầy chúc các bạn có một ngày tập luyện và vui chơi thật là vui vẻ.